Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay mình cũng có làm một cái tiệc nho nhỏ để mình mừng sinh nhật con gái của mình nha các bạn. Rồi hôm nay nhà mình sẽ ăn tiệc sinh nhật với những cái món nướng nha các bạn. Rồi hôm nay sẽ có chân gà nướng và phèo già, rồi tiếp tục là mực, tôm, rồi thịt gà nướng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Hiện tại như các bạn đang thấy là cái món nướng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Nãy giờ là cũng tầm khoảng 2-3 tiếng rồi. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng lên bàn và cùng thưởng thức cái món nướng này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Úi nó bị thơm. Chứ trên nướng ăn không hết thì nửa trái rồi bỏ sao. Rồi bây giờ hai chị em hát đây. Rồi hát đi, mình lấy đi. Lượng lượng luôn á.
không các bạn? Cái này gói bánh tráng á. Mà mốt nước cái chiều gói bánh tráng nè mọi người. Nè nước có mẻ không nè. Nè có mẻ không? Rồi, hiện tại nhà mình đã lên tiệc nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món nướng ngày hôm nay của nhà mình ha. Mời tất cả các bạn nha. Bây giờ mình ăn thử miếng mực hay sao nha các bạn. Này chấm cái này được không? Được. Nó đều chép luôn. Ê, cái này nó cơn. Nó cơn nè. Thôi để gà uống gà không thấy luôn. Nó cơn rồi. Ta quá ngon các bạn ơi. Giờ mình ăn cái chân gà nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Mày xoay 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 bánh á. Em muốn làm không? Không. Em muốn làm bánh không? Không. Rồi tao muốn được giữa nữa. Trời. Rồi, mời tất cả các bạn nha. Rồi chúng ta mời cả nhà. Trời ơi, con tôm. Quá dễ ọc. Khiếp. Thank you.
Rồi, mời cả nhà cái âu bà tuột nghe cả nhà. Còn chấm nữa mà mặn gì? Rồi. Mời cả nhà dùng tôm với mình nha. Nè con tôm gạch công nè, thấy không cả nhà? Thấy người hai dĩa phù phà. Đây mình mời tất cả các bạn già nướng nha các bạn. Gan gì ra nãy? Nói trên điện đi chơi, nó giỡn trên điện đó. Không có ý là cũng mẹ không. Mẹ đưa qua cho ăn á. Con này cũng hơi dai nha các bạn. Mình ăn mình đừng có nói cái dai đâu, có dai đâu. Ngon mà. Mình phải cảm nhận sự thật chứ. Này nước coi, cắt ra ngưỡng miếng trong đây. Rồi, mình cũng xin dừng lại nội dung video ở đây nha các bạn. Hẹn lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.